Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông công an huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tìm được người bỏ quên 450 triệu trong cốp xe máy và tiến hành trao trả số tiền trên. Đây là một hành động đẹp và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Chủ nhân số tiền trên là ông Nguyễn Văn Chiến, chú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Để biết trước đó con gái ông Chiến do vi phạm giao thông nên đã bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, nhưng do cô này hoảng sợ nên bỏ chạy để xe ở lại, đồng thời bỏ luôn số tiền trong cốp xe được mời lên làm việc ông chiến gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ công an huyện nghi xuân vì việc làm hết sức nhân văn nói trên